đây công ty xây sắp xong rồi các bạn, thì đó. Đó, xung quanh người ta mới cà cái nền cho nó láng lại á, y như là người ta xây dựng xong rồi xi măng rồi nó rớt xuống nền á, xong rồi nó đóng cục 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 đó, rồi sáng giờ người ta cà, nó cà trắng 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 hết luôn rồi. Nó đây là phòng bảo vệ, đây cái xưởng đang xây văn phòng. Thì nếu qua bển nó ghi rồi mà không có ai phỏng vấn hết, xong rồi bữa nay mới chạy qua bên đây nè. Tại vì hướng thẳng chị nghe con mạnh bảo á, là cái người kho là về bên kia phục bển á. Thì về đây đúng không? Bên kia. Hồi nào em mới nhắn nó nè, nó kêu là kêu ông Ly Bin phỏng vấn luôn. Thì coi phỏng vấn luôn, chạy qua vậy lại cũng cực mệt quá. Em làm cái gì kho, nhưng mà bên một lần kho cũng kìa gì. Đợi xíu đi chị Nhung. Đợi xíu đi, đây ổng nói gì xong rồi coi sao, rồi có gì chị dẫn qua bển luôn. Ủa chứ ông kia có bển không chị? Chị Nhung. Đường chút trở ra đường hiếu nè. Trở ra đường hiếu. Chị Nhung. Chị Nhung nó quẹo đâu quẹo đó. Chị Nhung. Kia kìa. Ông kia có bển không? Ông chủ quản của chị có bển không?